một sáng mùa xuân, bầu trời đầy én bay, một người từ hải ngoại quay về cố hương, mang theo nỗi khát khao về một nhịp cầu, mang theo nỗi ước mơ về. Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả, Góc nhìn Hoàng Duy Hùng chiều ngày 30 tháng 1 năm 2021 của tôi. Thưa quý vị, tôi xin chúc mừng Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam đã bầu ra được 180 ủy viên Trung ương và 20 ủy viên Trung ương dự khuyết. Danh sách của những người đó như sau thưa quý vị. Đó là Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, ông Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính, ông Vương Đình Huệ, Bí thư Thành ủy Hà Nội, ông Võ Văn Thưởng, bà Trương Thị Mai, ông Phạm Bình Minh, Đại tướng Tô Lâm, ông Lương Cường, ông Nguyễn Hòa Bình, ông Nguyễn Văn Nên, ông Trần Thanh Mẫn, ông Trần Cẩm Tú, ông Phan Đình Trạc, ông Nguyễn Xuân Thắng, ông Chu Ngọc Ánh, ông Nguyễn Hoàng Anh, bà Nguyễn Thùy Anh, ông Trần Tuấn Anh, ông Dương Thanh Bình, ông Bùi Minh Châu, ông Đỗ Văn Chiến, ông Hoàng Xuân Chiến, ông Mai Văn Chính, ông Nguyễn Tân Cương, ông Bùi Văn Cường, ông Nguyễn Phú Cường, ông Phan Việt Cường, ông Trần Quốc Cường, ông Nguyễn Văn Danh, ông Nguyễn Hồng Diên, ông Đào Ngọc Dung, ông Đinh Tiến Dũng, ông Nguyễn Chí Dũng, ông Võ Văn Dũng, ông Nguyễn Quang Dương, ông Vũ Đức Đam, ông Huỳnh Thành Đạt, ông Nguyễn Khắc Định, Thượng tướng Phan Văn Giang, bà Nguyễn Thị Thu Hà, ông Trần Hồng Hà, ông Nguyễn Đức Hải, ông Nguyễn Thanh Hải, bà Bùi Thị Minh Hoài, ông Lê Minh Hoang, ông Lữ Văn Hùng, ông Nguyễn Mạnh Hùng, ông Nguyễn Văn Hùng, ông Nguyễn Văn Hùng, ông Lê Minh Hưng, ông Lê Minh Khải, ông Nguyễn Đình Khang, ông Trần Việt Khoa, ông Điếu Khrế, bà Hoàng Thị Thúy Lan, ông Châu Văn Lâm, ông Hầu A Lền, ông Nguyễn Hồng Lĩnh, ông Lê Thành Long, ông Nguyễn Văn Lợi, ông Võ Minh Lương, ông Lê Trường Lưu, ông Phan Văn Mãi, ông Châu Văn Minh, ông Lại Xuân Môn, ông Giàng Pháo Mỹ, bà Giàng Pháo Mỹ, xin lỗi, bà Giàng Pháo Mỹ, ông Phạm Hoài Nam, ông Trần Văn Nam, bà Lê Thị Nga, ông Nguyễn Thanh Nghị, ông Nguyễn Trọng Nghĩa, ông Đoàn Hồng Phong, ông Nguyễn Thành Phong, ông Hồ Đức Phớt, ông Trần Quang Phương, ông Vũ Hải Sản, ông Hoàng Đăng Quang, ông Lê Hồng Quang, ông Trần Lưu Quang, ông Trần Văn Rón, ông Bùi Thanh Sơn, ông Trần Văn Sơn, ông Đỗ Tiến Sĩ, bà Lâm Thị Phương Thanh, ông Nguyễn Đức Thanh, bà Nguyễn Thị Thanh, ông Phạm Viết Thanh, ông Trần Sĩ Thanh, ông Vũ Hồng Thanh, ông Lê Văn Thành, ông Huỳnh Chiến Thắng, ông Nguyễn Văn Thể, bà Lê Thị Thủy. Tôi xin lỗi là hình như là ông Nguyễn Văn Thế chứ không phải là Nguyễn Văn Thể. Bà Lê Thị Thủy, bà Lê Thị Thúy, ông Trần Quốc Tó, bà Phạm Thị Thanh Trà, ông Dương Văn Trang, ông Lê Minh Trí, ông Lê Hoài Trung, ông Huỳnh Tấn Việt, ông Nguyễn Đắc Vinh, ông Lê Huy Vịnh, bà Võ Thị Ánh Xuân, ông Nguyễn Hữu Đông, ông Ngô Đông Hải, ông Đoàn Minh Huân, ông Y Thanh Hà Nia Kram, Y Thanh Hà Nia Kram, ông Đặng Quốc Khánh, bà Đào Hồng Lan, ông Lâm Văn Mẫn, ông Hồ Văn Niên, ông Nguyễn Hải Ninh, ông Lê Quốc Phong, ông Bùi Nhật Quang, ông Thái Thanh Quý, ông Nguyễn Văn Thắng, ông Vũ Đại Thắng, ông Lê Quang Tùng, bà Bùi Thị Quỳnh Vân, ông Dương Văn An, ông Nguyễn Doãn Anh, ông Đỗ Thanh Bình, ông Lê Tiến Châu,
ông Hoàng Duy Chính, ông Ngô Chí Cường, ông Nguyễn Mạnh Cường, ông Hoàng Trung Dũng, ông Hồ Quốc Dũng, ông Đô Đức Duy, ông Phạm Đại Dương, ông Lương Quốc Đoàn, ông Nguyễn Văn Được, ông Nguyễn Văn Gâu, ông Vũ Hải Hà, ông Lê Khánh Hải, ông Nguyễn Tiến Hải, ông Nguyễn Văn Hiền, bà Nguyễn Thị Hồng, ông Lê Quốc Hùng, ông Lê Quang Huy, ông Đỗ Trọng Hưng, ông Trần Tiến Hưng, ông Nguyễn Xuân Ký, ông Nguyễn Thanh Long. Ông Nguyễn Thanh Long là Bộ trưởng Bộ Y tế mà trước đây tôi hay đọc là ông Nguyễn Thanh Long, tôi xin lỗi ông. Ông Lê Quang Mạnh, ông Lê Quốc Minh, ông Trần Hồng Minh, bà Hà Thị Nga, ông Nguyễn Hữu Nghĩa, ông Bùi Văn Nghiêm, ông Trần Thanh Nghiêm, ông Nguyễn Duy Ngọc, ông Nguyễn Quang Ngọc, ông Thái Đại Ngọc, ông Đặng Xuân Phong, ông Lê Ngọc Quang, ông Lương Tam Quang, ông Nguyễn Văn Quảng, ông Vũ Hải Quân, ông Trần Đức Quận, ông Trịnh Văn Quyết, ông Nguyễn Kim Sơn, ông Nguyễn Thành Tâm, ông Dương Văn Thái, ông Lê Đức Thái, ông Nguyễn Hồng Thái, ông Nguyên Nghiêm Xuân Thành, ông Phạm Xuân Thắng, ông Nguyễn Trường Thắng, ông Phạm Tất Thắng, ông Trần Đức Thắng, ông Lê Đức Thọ, ông Lê Tấn Tới, ông Nguyễn Đình Trung, ông Ngô Văn Tuấn, ông Nguyễn Anh Tuấn, ông Phạm Gia Túc, ông Hoàng Thanh Tùng, bà Nguyễn Thị Tuyến, bà Nguyễn Quốc Đoàn, xin lỗi, ông Nguyễn Quốc Đoàn. Thưa quý vị, đó là danh sách 200 ủy viên, có 180 ủy viên trung ương và 20 ủy viên trung ương dự khuyết, thưa quý vị. Đó là danh sách, nhưng mà rồi ngày mai của Việt Nam, tức là sắp sửa rồi, ngày 31 tháng 1, thì bên Việt Nam những ủy viên này sẽ họp để bầu, họp đầu tiên đó là khóa 13 đó, hội nghị 1, khóa 13 hội nghị 1 sẽ họp để bầu Bộ Chính trị, sẽ bầu Bộ Chính trị, rồi bầu Tổng Bí thư, rồi bầu Ban Bí thư, rồi bầu Ủy ban Kiểm tra Trung ương và chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Tức là chốc nữa đây, 200 ủy viên Trung ương đó và dự khuyết, xin lỗi, 180 ủy viên Trung ương và 20 ủy viên Trung ương dự khuyết, tức là Ban Chấp hành Trung ương chính thức, 180 ủy viên Trung ương chính thức sẽ họp để bầu. Và thưa quý vị, bầu các nhân sự ở trong các chức vụ, và họ sẽ công bố, tức là đại hội sẽ công bố. Thì việc đầu tiên, thưa quý vị, tôi xin chúc mừng các nhân sự đã đắc cử vào Trung ương của Đảng Cộng sản Việt Nam, các nhân sự đã đắc cử vào Ủy viên Trung ương dự khuyết của Đảng Cộng sản Việt Nam. Mà có hai nhân sự đó mà tôi thường quan tâm, là hai nhân sự đặc biệt, là hai nhân sự đã lớn tuổi, là Tổng Bí thư Chủ tịch nước vẫn ở lại và Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vẫn ở lại, thì đó là điều vui cho tôi không biết ai, nhưng mà cho tôi đó. Tại vì tôi nghĩ rằng là hai người này có tâm, có tầm và quyết tâm chống tham nhũng, thưa quý vị. Thì tham nhũng sẽ được chống tham nhũng sẽ được có kết quả. Tôi nhận xét là tôi thấy rằng là bà Nguyễn Thị Kim Ngân hình như về hưu, không thấy trong danh sách này. Bà Nguyễn Thị Kim Ngân về hưu, không thấy trong danh sách, nên sẽ có người thay thế nhiệm vụ của bà trong cuộc bầu sắp tới đây. Và tôi thấy có rất là nhiều vị phó thủ tướng có tái đắc cử lại, thí dụ như là phó thủ tướng Phạm Bình Minh, phó thủ tướng Vũ Đức Đam, vân vân, phó thủ tướng Trương Hòa Bình cũng có tái đắc cử.
Tôi thấy ít nhất là cũng có một số nhân sự trong trong Bộ Công an và trong 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 Bộ Quốc phòng thưa quý vị. Trong Bộ Công an thì hình như là có 6 vị tướng. Tướng Tô Lâm, rồi Trung tướng Lương Tam Quang, Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc thưa quý vị. Có là 6 vị trong trong Công an, rồi có mấy chục vị trong trong Bộ Quốc phòng quân đội. Tôi nghĩ là 23 vị trong trong quân đội là các vị mà thứ trưởng rồi quân khu trưởng vân vân. Và đặc biệt là có Thượng tướng Phan Văn Giang thưa quý vị. Có Thượng tướng Phan Văn Giang là Thứ trưởng Bộ Quốc phòng. Tin này là tin vui cho toàn thể người dân Việt Nam, toàn thể đảng viên Cộng sản Việt Nam. Và không cần biết, đối với tôi là tin vui cho tôi nghĩ rằng là sẽ chọn ra những người đã chọn ra những người xứng đáng để lãnh đạo đất nước, dẫn dắt đất nước đi vào một thiên niên kỷ mới, và đặc biệt tới năm 2045 là một cường quốc trong khu vực. Thưa quý vị, có những đồn đoán, không? Có những đồn đoán là ai sẽ thay thế cho bà Nguyễn Thị Kim Ngân. Nhưng mà trong danh sách đó, thì tôi thấy là đứng đầu thì là Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nè, phải không? Người thứ hai á, là Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nè. Và người thứ ba là ông Phạm Minh Chính nè. Người thứ tư á, là ông Vương Đình Huệ nè. Thì tôi nghĩ rằng là trong bốn người đó thì bây giờ là sắp xếp cái vị trí có phải là tam bộ tứ hay bộ tam thôi, bộ tứ hay bộ tam. Nếu mà là bộ tứ đó thì có thể là những nhân vật như là ông Vương Đình Huệ hoặc là ông Phạm Minh Chính sẽ được bầu vào chức vụ Chủ tịch Quốc hội thay cho bà Nguyễn Thị Kim Ngân. Có thể. Thôi thì bây giờ đoán chi cho nó mệt, đợi đợi chút xíu nữa thôi. Trong vòng khoảng 10 tiếng nữa thì sẽ có biết kết quả. Vậy thì tôi cũng xin kính gửi đến quý vị thông tin là đã có bầu xong 180 ủy viên Trung ương cho khóa 13 và 20 ủy viên Trung ương dự khuyết. Chút nữa đây sẽ bầu các chức vụ rất quan trọng là Tổng Bí thư, rồi Ban Bí thư, rồi Bộ Chính trị, vân vân. Là chút nữa đây thì tôi nghĩ rằng là không bao lâu nữa sẽ có tin tức từ trong đại hội thông báo đến tất cả quý vị. Chân thành cảm ơn tất cả quý vị khán thính giả theo dõi với tôi Góc nhìn Hoàng Duy Hùng chiều ngày 30 tháng 1 năm 2021. Và xin hẹn gặp quý vị trong chương trình sau.